2011, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm. Tối hôm nay là theo như thường lệ là tối sinh hoạt Phật pháp của tu viện. Đặc biệt tối hôm nay có một số quý Phật tử về để tham dự khóa tu xuất gia giao duyên kỳ 9. Hôm nay quý vị có vui không? Có khỏe không? Hôm nay quý vị được có mặt ở tại tu viện Trúc Lâm, mà bấy lâu nay quý vị chỉ ngồi trên chánh điện qua một cái dĩa hình mà chưa chính thức ngồi ở tại chánh điện tu viện Trúc Lâm để tham dự một cái buổi pháp hội như thế này. Thì có nhiều vị cảm xúc đến không ngờ, và hôm nay mình được đặt chân đến đây, được gặp tu viện, được thăm chùa lễ Phật, được thăm quý thầy. Thì tối hôm nay Phó Hòa xin có lời hỏi thăm sức khỏe đại chúng, và mong rằng đại chúng cố gắng giữ gìn nhất là sức khỏe của mình, cũng như cái tâm của mình, để cho mình được an vui trọn vẹn trong 10 ngày sắp tới. Ngày mai á, mình sẽ bắt đầu cái chương trình của ngày Chủ nhật thường lệ của chùa. Nhưng mà đặc biệt ngày mai là ngày mùng 1 tháng 7, là ngày lễ khai kinh Vu Lan cho mùa báo hiếu. Vì vậy mà quý vị phải nán ở lại đây đêm nay là vậy. Và lý do mình ở đây đêm nay là thứ nhất là bởi vì lễ hàng tuần. Cái thứ hai là ngày lễ khai kinh hàng năm của chùa. Tu viện năm nào cũng lễ khai kinh ngay ngày mùng 1. Vì vậy mà tối nay quý vị chịu khó ngủ chặt một chút, ồn một chút, nhưng mà vui. Tại vì tối nay được tự do, ngày mai được ngủ tự do. Đến 7 giờ đến ăn sáng, mình ăn sáng ngày mai lúc 8 giờ. Ngày mai quý vị nghỉ ngơi tới 8 giờ ăn sáng, rồi thì nghỉ ngơi phụ việc cho tới 10 giờ 30 thì quý vị vân tập lên chánh điện đây để tham dự cái lễ khai kinh vào sáng ngày mai. Và 12 giờ chúng ta sẽ ăn trưa, và lúc 2 giờ thì sẽ có xe đưa tất cả đi về tu viện Tây Thiên. Thì để cho nó bớt cái tiền mà chúng ta phải chi ra cho xe bus đó, thay vì đi một lượt đó, thì tu viện có nhờ những Phật tử ở địa phương mang xe nhà đến, rồi chia ra xe chở 4 người, 5 người gì đó, thì mình đi xe nào thì hành lý mình để lên xe đó, rồi thì ngày mai mình lên đó. Các cái phòng ốc ở trên đó ban tổ chức đã cố gắng sắp xếp có bản tên. Ngày mai trước khi đi đó, tập họp là quý vị lại rồi đọc cho quý vị nghe. Hay là mình đến tu viện rồi đó, thì tập họp ở sân chỉ cho mình biết khu vực nào, thì mình biết mình ở khu vực nào, phòng số mấy, thì mình đi về phòng đó. Dĩ nhiên là khi sắp xếp thì không có một cái bị gì đông quá, đâu có biết ai với ai, thì cứ theo cái danh sách số tuổi mà sắp xếp thôi. Phá hoài ví dụ như thế này,
Một phòng á có 4 người. Thì trên đó, trong đó có 2 cái giường tầng, tức là buộc là phải có 2 người biết leo, 2 người không biết leo. Thì 2 người biết leo là có nghĩa là chân khỏe, còn người nào không leo được thì nằm ở dưới. Thì vậy cho nên vị nào nghĩ rằng mình có thể lên trên được thì mình hoan hỷ, mình ở chung. Chứ nếu mà mình thích ở chung với người mình thương thôi thì cũng khổ, phải không? Tại vì mình cứ muốn dính với nhau, mà trong cái đó thì phòng ốc thì không có đủ, mà cái phương tiện thì nó thiếu. Cho nên cái mục đích sắp là như vậy. Thí dụ như có 1-2 phòng các em nhỏ, thì mình phải đưa 1 em vô hay 2 em chung với lại người lớn, để có người lớn coi chừng. Là đại khái là vậy đó. Cho khi quý vị thấy có sắp xếp mà hơi lạ lạ, sao tôi đi chung mà chia cách, đi chung nhóm 10 người thì cũng phòng cũng 4 người thôi, chứ không thể chung phòng 10 người được. Đấy là như vậy. Tuy nhiên nếu mình có những cái thắc mắc hay có những cái gì mình cần yêu cầu, mình có thể gặp trực tiếp ban tổ chức, thí dụ như quý thầy hay là các chị ở trong ban sắp xếp giúp Pháp Hòa đó, mình có thể yêu cầu, rồi các vị đó tùy nghi giải quyết, hoặc là sẽ liên lạc với Pháp Hòa và Pháp Hòa giúp cho quý vị. Tức là Pháp Hòa muốn quý vị ở 10 ngày tu làm sao, mình phải thấy rằng đó, cái chuyện vật chất, đời sống phương tiện là phụ, cái tu hành cho mình an lạc, cái tâm là cái chánh. Còn nếu như mình đặt cái kia lên chánh á, thì nó trật. Nó trật là nó không đúng với cái chí nguyện của mình. Phải không? Cái chí nguyện của mình là xuất gia để làm cái gì? 2 chữ ghé quan trọng à. Gieo duyên. Và gieo duyên mà nếu như mà mình gieo cái duyên thì bất cứ cái duyên gì nó là duyên của đời sống người xuất gia thì chúng ta phải gieo hết. Chỉ người xuất gia là phải tập có một cái đời sống thảnh thơi và có thể đi theo mọi cái hoàn cảnh, chứ không bắt buộc là phải đúng ý mình. Đó. Quý vị biết từ sáng từ trưa giờ qua làm gì trên đó không? Đi trải ra giường, đi từng phòng trải ra giường, thì cũng muốn là cho mọi người có cái thảnh thơi, có cái nhẹ, nhưng mà nó lung tung việc. Cho nên mình đến đó rồi mình đến đó mình tu á, mình phải đặt là mình đến đây mình cầu học, không phải với thầy không đâu nha. Cầu học với ai? Với thiện tri thức. Bởi vì ông bà mình nói một câu như thế này: sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. Sanh ta ra là cha mẹ, mà thành tựu được cho ta là những người đạo bạn của ta, những người thiện hữu tri thức của ta. Họ tác thành cho mình cái sự nghiệp giác ngộ. Đó là gì? Có nhiều khi họ nói một câu nghe khó nghe lắm, nhưng mà nghe lọt cái thành tựu, cái nhẫn nhục, thành tựu cái nhĩ căn viên thông của Đức Quan Âm Bồ Tát. Quý vị niệm hoài đó, hồi nãy nhớ không? Kính lại Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đó, cho con mau biết tất cả pháp. Ủa? Vậy thì đâu phải Phật Pháp mới là pháp đâu. Tiếng chê cũng là pháp, tiếng trách mình cũng là pháp, vì tất cả các pháp đều là Phật Pháp. Tại con không rõ mới theo dòng vô minh, phải không? Vô vì thế mà trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà lại sanh ràng buộc. Tới chừng hiểu ra đập bàn cái bóp, nay mới tỏ ngộ, nay mới ăn năn, mới chừa bỏ, phụng đối trước A-di-đà Thế Tôn sám hối. Đấy là như vậy. Cho nên á, sanh mình ra là cha mẹ, nhưng mà mình thành tựu đạo nghiệp là đúng cái nghĩa của người xuất gia trong 10 ngày này hay không á, là ông phải ông thầy. Vì ông thầy, thầy thì dĩ nhiên là lên các thầy giảng sư giáo thọ lên nói cho mình nghe thì dĩ nhiên phải nói Phật Pháp. Nhưng mà những người xung quanh có nhiều khi người ta quên nói Phật Pháp, ta nói cái khác cho mình nghe.
Nhưng mà mình vẫn phải thấy, à, cái này là cái để cho mình thành tựu được cái nhẫn nhục ba la mật, cái chịu đựng ba la mật, và cái gì nữa, nhĩ căn viêm thông. Đức Quan Âm Bồ Tát có cái hạnh nguyện như thế. Và chúng ta cũng mới vừa tụng kính lại Đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm, cho con mau biết tất cả pháp. Nếu con đến núi đao liền sụp đổ. Núi đao đó là gì? Những cái lời người ta muốn chặt mình, người ta muốn bốn mình, người ta muốn làm cho mình lũng, người ta thấy mình hay hơn mình, hơn ta chặt mình đó. Nếu con đến núi đao liền sụp đổ. Nếu con đến ngạ quỷ liền no đủ. Ngạ quỷ là gì? Là sự đói khát của an vui. Nếu mà tính ra cái tiền vé máy bay đó, mà tới đây mà giận 10 ngày là hao cái vé. Chứ tôi nói là cúng dường nữa nha. Mình thấy nói thiệt vậy à. Nói thiệt là mình đã bỏ tiền ra mua cái vé rồi, rồi đến đây rồi ít nhiều cũng cúng dường rồi, phải không? Vậy mà mình hai cái đó là mình lỗ lã rồi đó. Chưa nói là suốt cả tuần lễ nay là quý sư cô, quý bác ở chùa là nấu ăn cho mình suốt, chuẩn bị trước. Mà nếu mà mình nâng cái bát cơm lên, mình ăn no rồi để giận á, thì coi như là mình đã làm tổn hao đàn na tính thí. Cho cái điều quán nguyện thứ nhì khi ăn cơm, phải không? Xin ăn cơm với lòng biết ơn, ăn cơm trong chánh niệm. Ăn làm sao để mình thấy rằng cái ơn này quá lớn. Giờ này mình ngồi đây, mình tụng kinh, mình nghe pháp, hàng chục Phật tử ở địa phương đang ở trên Tây Thiên dọn dẹp cho mình. Suốt từ khi mà tuyết vừa tan là quý thầy đã phải lo lắng đủ thứ để làm cho mình có một cái nhà ăn. Rồi ngày hôm qua tới ngày cuối rồi, bắt điện vô mới phát hiện ra là một cái dây điện nó bị đứt, cái dây điện chánh. Phải mướn người về ngày hôm qua đào lên hết tất cả những cái đường dây điện mới tìm ra được cái khúc nào nó bị đứt đó. Đào hết lên. Năm ngoái chôn dây điện dưới đất, năm nay đào lên hết. Bữa nay quý vị lên thấy như bãi chiến trường vậy. Mà hãy rớt vô cái gì thì phải lo cái đó. Nói như vậy không có nghĩa là kể lễ đâu nha. Đừng lấy chắc mượn sao vận động gì đó đây, không có. Nói như vậy để rồi mình phải làm gì? Mình phải hết lòng hết dạ để tâm mình vô cái chuyện tu, nó mới không có phụ ơn phụ lòng. Chính cái chí nguyện của mình là chánh nè. Quý vị nghĩ lại đi, tu có 10 ngày mà phải sắp xếp trước năm. Quý vị ở đây nè, quý vị á, có ai mà không sắp xếp trước năm để được đi không? Muốn qua được đây 10 ngày là từ đầu năm là lo suy nghĩ rồi đó, tính toán rồi đó, rồi xin nghỉ làm đủ thứ hết đó. Vậy mà có những người tới cuối cùng rồi vẫn chưa được đi. Đâu phải chuyện thường, phải không? Cho nên như đó thôi, mình thấy đi xuất gia dễ hay khó? Khó lắm. Mà mình chỉ có duyên thôi, mà mình lại để mất duyên nữa thì nó uổng. Mình đi gieo mà, gieo là chỗ nào có đất tốt là bỏ hạt, chỗ nào có đất hay là bỏ hạt. Vậy mà cầm nắm hạt rốt cuộc 10 ngày về, ủa, tôi cầm nắm hạt đi qua chùa để gieo mà sao còn nguyên hạt vậy, bị không thấy chỗ nào đáng để gieo hết, uổng vô cùng. Cho nên năm giờ tụng kinh theo chúng, giờ đắp y ăn cơm, giờ đắp y lên tụng kinh, giờ mặc áo tràng lên nghe pháp, giờ đi rửa bát, đi làm việc, đều là gieo duyên hết. Vì đó là đời sống của người tu. Người tu không có phải là chỉ biết ngồi ở trên bồ đoàn tọa cụ gõ mõ thỉnh chuông, mà có thể ứng dụng cái đời sống mình vào bất cứ hoàn cảnh nào.
Người ta ngày xưa người ta kêu ăn chay nằm đất, mình bây giờ ăn chay nằm nệm. Mà còn rờ coi nệm có đủ mềm không? Không sao, không có sao hết. Nhưng cái đó là nói để mình thấy rằng mình phải vô duyên. Hoàn cảnh nào rồi mình sống cũng được. Nếu mình muốn có một đời sống mà gọi là thoải mái giống như ở nhà mình thì ở nhà rồi, phải không? Còn mình vô đây thì chùa mà đông người thì nó phải có cái chuyện thiếu thốn. Ăn cũng cực, ngủ rồi chật mà nóng à. Vô trong đó 4 người thôi là 4 cái kèn buổi tối. Tôi khó ngủ. Mà mình nói vậy đó, mình nằm mình nói vậy đó. Tôi thì khó ngủ. Mà trời ơi, xây qua đây người này như cái trống, người kia như cái kèn à. Mình phải quán sao. Tôi nghĩ rằng cõi cực lạc cũng cỡ này cùng với gì. Cõi cực lạc mà chim hót một lần bao nhiêu thứ chim à. Bạch hạc, khổng tước, xá lợi, ca lăng tần dạ, cộng mạng 5 thứ chim reo một lúc. Mình bây giờ có 3 chim. Biểu phòng có 4 người. Mình là một rồi. Mình không nghe mình, còn 3 người kia thôi. Lên cõi cực lạc phải nghe tới mấy thứ chim à. Xá lợi phất, cõi cực lạc là có chim anh võ không à, chim anh võ, chim xá lợi, chim ca lăng tần già, chim cộng mạng, vân vân. Thì vậy cho nên ở trên cực lạc có các giống chim, mà chim nào hót cũng diễn cái gì à, diễn ra những cái âm thanh làm cho người ta nghe xong người ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Giờ mình đã ai hót hót, mình ngủ được, mình nằm mình niệm Phật. Không niệm Phật thì niệm Pháp. Niệm Pháp là niệm gì? Mấy bài kinh cần phải thuộc, mấy bài kệ cần phải thuộc. Có nhiều người hay lắm nha, đi 10 khóa rồi á, vậy mà hỏi nghi thức cúng qua đường thuộc không? Bập bẹ. Không thuộc cho chú cái bài kinh qua đường. Đi 10 khóa rồi mà kệ đắp y thuộc không? Đọc trước đọc sau biết. Là cho Pháp Hòa xin thưa trước như vậy. Quý vị chuẩn bị. Thường thường ở trong cái bài kinh mình tụng cái câu cuối nè, nguyện tiêu. Bài hồi hướng là gì? Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Tam chướng là gì? Tham sân si là căn bản. Nhưng mà có 3 cái trọng chướng. Thứ nhất gọi là ngã mạn trọng chướng. Thứ hai gọi là tật đố trọng chướng. Thứ ba là gì? Thứ ba gọi là tham dục trọng chướng. 3 cái đó. Nó trọng. Trọng của là nó nặng cân lắm. Bây giờ thứ nhất là ngã mạn trọng chướng. Mình vô mình thấy mình số 1. Mình học lâu năm hơn, mình hỏi coi những người trong phòng ai cũng quy y sao mình hết, ví dụ vậy đó. Cái mình nghĩ là mình hơn, mình biết hơn. Hoặc là mình tới đây lâu hơn, thầy biết mình nhiều hơn, mình lãnh trách nhiệm nhiều hơn. Cẩn thận nha. Nhiều khi cái mình cứ hơn hơn, hồi mình leo, mình ở nóc hồi nào mình không hay. Ngã mạn trọng chướng. Mà hễ mà nó chướng rồi thì nó sanh cái phiền gì? Phiền não. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Phiền não này á, nó là cái thốt, nó là cái quả của bậc. Tam chướng là cái nhân, phiền não là cái quả. Phiền não là cái muộn phiền, cái đau khổ của mình. Cho nên hễ mình có ngã mạn trọng chướng thì cái quả là phiền não. Mình mà có cái tật đố trọng chướng thì cái quả nó là phiền não. Hiểu ý không? Đó. Cho nên ngày hôm nay mình học làm khất sĩ. Khất sĩ là người đi xin. Cái nhân của mình là khất sĩ, mà cái quả của mình là vô thượng sĩ. Có phải không? Mình có bằng cấp gì cũng bỏ hết. Ở nhà cao cửa rộng cũng bỏ, bỏ hết. Đi vô cầu cái danh khất sĩ, đi xin ăn, ôm cái bát nè. Ngày mai mỗi người được cái bát. Không có bé lớn đâu, đừng có lo.
bự hơn. Và mỗi người có một cái bát này để đi ăn cơm. Mà ngày xưa là tài sản của người tu là 3 y một bát. Cầm cái bình bát này sáng 9 giờ đi dọc đường, đi từng bước, ai cúng gì bỏ qua, để vào trong đó đem về trộn lộn lại ra ăn. Cái nhân là nhân khất sĩ, mà cái quả là quả vô thượng sĩ. Mười hiệu của Phật đó, nhớ không? Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Như vậy thì mình cứ ngày hôm nay mình đang học làm vô thượng sĩ, nhưng mà đầu tiên làm khất sĩ. Mặc cái y nâu. Y nâu là y nhẫn nhục. Y nâu là màu của đất. Cái màu nâu là màu của đất. Màu vàng vầy này cũng là màu của đất, tượng trưng cái nhẫn nhục là chịu đựng. Thế thì tật đố chướng nữa nha. Ganh. Chữ tật đố nghĩa là ganh. Thấy người ta giỏi hơn mình cũng không thích. Tài hơn mình không thích. Mình muốn mình là số một thôi. Thì có cái đó trong lòng thì liền có phiền não. Phiền não là gì? Nó quấy rầy cái tâm tư của mình. Mà kêu phiền não chứ gì đâu. Chẳng hạn như giờ mình thấy cái chị kia mình không ưa mà đắp cái y đi ngang mình cũng bực nữa. Cái mình khiều mình nó coi đắp cái y thì như quấn cái mền vậy đó. Không có phiền tưởng gì tới mình, nhưng mà mình thấy cái mình bực là phiền não. Không cần giận đùng đùng nên mới kêu phiền não đâu. Chuyện của ai mà cũng gá vô hết thì cũng là thành phiền não. Hiểu ý không? Chưa nói là người ta phiền mình đó nha. Người ta nói mình nói gì quá, mình bossy quá, ai làm gì cũng có mình hết á, khổ lắm. Hai chướng rồi phải không? Nhớ cái trước là gì không? Ngã mạn chướng, ngã mạn trọng chướng. Thứ hai là tật đố trọng chướng. Thứ ba là gì? Tham dục trọng chướng. Cái tam chướng này nó có nhiều lắm. Hôm nay mà nói ba thôi. Tham sân si này quý vị trả lời là đúng rồi đó. Nhưng mà tham sân si này á, nó nằm ở trong cái phiền não chướng nữa. Tham dục trọng chướng là gì? Sự ham muốn. Thí dụ nha, cho mình đi qua cái phòng kia, mình thấy cái giường sao bộ ngon lành hơn cái giường mình, nằm mà tức, không biết có ganh ghét về tôi mà sắp tôi vô đây. Hiểu ý không? À, rồi mình đắp cái y chị kia đắp ngay quá, sao y sao tôi sao méo quá. Không phải. Cái y là gì? Y là mình nói tắt. Tiếng Phạn y là ca sa. Có khi mình đọc là cà sa đó. Ca sa. Người Trung Hoa dịch ca sa là gì? Ca sa dịch là hoại sắc y. Hoại sắc y. Màu này không giống gì chứ. Vàng không vàng, nâu không nâu. Hoại sắc. Ca sa còn có nghĩa y, còn có nghĩa là gì? Giải thoát y. Mặc cái y này lòng mình phải giải thoát. Cái y đắp lên là giải thoát. Mà đắp y giải thoát mà sanh bực, nhìn thấy y ta bực là không có giải thoát. Đắp y giải thoát mà lòng không có giải thoát. Cái y này còn có tên là liên hoa y. Bởi vì đắp y này không có nhiễm bùn, không có nhiễm nhơ. Liên hoa y, giải thoát y. Y này còn có tên là phước điền y. Nhiều tên lắm. Y ruộng phước, áo ruộng phước. Như mình mới tu, chưa có ruộng, mới có cái đường ngay giữa thôi. Đó là gì? Bắt đầu chia đất, đắp đê.
Cho nên mình mới ở giữa cái y đó. Chút khi nào quý vị rảnh, quý vị mở cái y quý vị ra quý vị xem. Ở giữa nó có một đường, xung quanh nó có bốn cái viền. Bốn cái viền đó là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái đê bao che miếng đất của mình. Rồi đất của mình bắt đầu mới có cày bừa thôi, bắt đầu phải chia chẻ cho nó ngay hàng thẳng lối. Rồi lâu ngày bắt đầu mới có, bắt đầu mới chia ruộng, mới bắt đầu có ruộng. Thấy không? Phước điền y là y ruộng phước. Liên hoa y, hoại sắc y, giải thoát y, nhẫn nhục y. Còn cái bát này, cái bát là mình nói tắt, tiếng Phạn là bát đa la, mình gọi tắt là bát. Người Trung Hoa dịch chữ bát đa la là ứng lượng khí. Ứng lượng khí là mình ăn bao nhiêu, mình lượng sức của mình, rồi mình để vô đây bấy nhiêu. Khí là gì? Chữ khí này là dụng cụ, dụng cụ lường cái sức ăn của mình, gọi là ứng lượng khí. Ứng là ứng hợp với khả năng của mình, lượng là số lượng mình ăn, khí là cái dụng cụ. Trên cái bài kệ bằng tiếng Việt mà khi mình nhận bát á, bình bát của Như Lai dùng làm ứng lượng khí, xin nguyện để nuôi thân, xin giữ để nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Bài kệ thọ bát, mỗi người chút xíu nữa sẽ có hai bài kệ, kệ đắp y, kệ nhận bát. Thay gì thì giờ đó ngồi nói tùm lum, nó học cái này nè, học cái mất thuộc, nói uổng giờ. Mỗi lần đắp y là phải đọc kệ. Mỗi buổi trưa nâng bát cơm lên, đi sắp hàng lấy cơm là đọc bài kệ liền. Khi mà mình đến cái hàng sau lấy thức ăn á, trước khi mình lấy thức ăn á, cầm bát không nè, nâng lên ngang trán rồi đọc bài kệ. Bình bát của Như Lai dùng làm ứng lượng khí, xin giữ để nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Hay không? Đó. Lấy thức ăn nuôi cái thân của mình, nhưng mà nhờ thân khỏe cho nên học Phật Pháp giỏi, nuôi lớn cái chánh trí. Chánh trí là gì? Cái trí tuệ chân chánh, không có tà, không có nghĩ bậy. Mình chưa chứng thánh cho nên không có dám phán đoán ai phải, ai quấy, ai sai. Mình lo mình nè. Còn cái đại kệ đắp y, đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận, gìn giữ để hộ thân. Mình giữ cái y này để hộ cái thân. Hồi xưa trời lạnh lấy y đó. Quý thầy hồi xưa ngủ rừng không có mền, mỗi thầy có ba y, tối lấy y ra làm cái y ngủ, y năm điều, làm cái tấm đắp. Chút xíu nữa Pháp Hòa chỉ cách cho quý vị đắp y. Giờ ở đây Pháp Hòa muốn nhắc đại chúng là bởi vì tối nay cũng khá đông rồi, ngày mai còn tốt nữa, còn tốt bây giờ cũng đã giữ lâu rồi. Thì Pháp Hòa xin nhắc là mình vào trong chúng mình tu, mình phải phải phát một cái nguyện. Chủ nhật Pháp Hòa sẽ nhắc tiếp, nhờ tối nay và nhắc trước, để tối nay quý vị có rảnh quý vị lên lễ Phật trước đi. Tối nay rảnh lên lại Phật phát nguyện đi. Phát nguyện như thế này: vị nào có cái tâm nguyện gì á, mình đem cái tâm nguyện đó ra, mình tu cái khóa tu này, mình hồi hướng cho cái tâm nguyện đó. Thì khi mình hồi hướng cho cái tâm nguyện đó đó, thì cái đó nó là cái gì? Cái đó nó là cái điểm chính. Cho nên khi mà tâm mình vừa khởi muộn phiền á, nhớ lại liền, không phải vì cái này, mà mình phải vì cái mình đã phát nguyện. Quý vị hiểu ý mà nói không? Không, là ví dụ
Thí dụ bây giờ mình đi làm, mình đi làm á, và mình gặp những người làm chung một hãng, họ ganh với mình, họ hại mình. Thí dụ đi, ngày nào mình vô mình cũng bực với họ. Nhưng mà bây giờ mình tự hỏi mình là đi vô đây mình làm để làm gì? Kiếm tiền sống. Như vậy thì vì việc làm kiếm tiền sống thì không có để cho những người xung quanh họ có khả năng họ làm khổ mình. Thì cái nguyện cũng vậy. Quý vị hiểu là nói không? Cho nên quý vị biết tại sao mà quý thầy tu mà nó thành tựu được, là bởi vì quý thầy có cái phát nguyện. Ví dụ Pháp Hòa phát nguyện là hồi đó đầu tiên là Pháp Hòa đơn giản lắm. Chị nghĩ rằng tổ chức cái khóa tu như này là cho Phật tử địa phương, vì mình nghĩ một năm quý vị về chùa công quả, Pháp Hòa muốn dùng 10 ngày cho quý vị nghỉ ngơi, về chùa tu và Pháp Hòa hướng dẫn. Chỉ đơn giản nghĩ vậy thôi, gọi là để đền ơn cho Phật tử địa phương này một phần nào trong suốt một năm qua. Từ từ cái khóa tu nó lan rộng ra, rồi các nơi Phật tử biết rồi về tham dự. Chứ thật sự ngày nay quý vị ngồi đây là một món quà. Sự hiện diện của quý vị là một món quà cho Pháp Hòa đó. Chứ Hòa không có dám nghĩ là quý vị chịu khó đi xa đi cực như vậy đâu, không dám nghĩ. Nhưng mà quý vị, Pháp Hòa biết quý vị sắp xếp nhiều lắm, sắp xếp công việc nhà, thậm chí thời buổi kinh tế khó khăn này còn phải đắn đo chi phí nữa. Pháp Hòa biết như vậy đó. Cho nên đừng để những cái râu ria lặt vặt bên ngoài nó ảnh hưởng cái chí nguyện của mình. Mình đến đây làm cái gì? Để xuất gia diêu dịp. Nhớ bốn chữ đó. Lâu lâu mình thức là ô, mình đang xuất gia mà. Thí dụ ha, mình nói chuyện với nhau, nói chuyện với nhau là bỏ cái cách xưng, kêu bằng bà. Tại vì cái đó là cái thường ngày mình quen với nhau. Nhưng mà cái đó là đời. Hôm nay mình đang sống trong đạo. Hiểu ý không? Những cái cách nói của người thế gian cũng phải tập bỏ. Như vậy mới đúng gieo duyên. Gieo duyên từ cái nói, gieo duyên từ cái kêu gọi, cái xưng hô, gieo duyên từ cái suy nghĩ. Nó đúng cái nghĩa của chữ xuất gia. Bởi vì xuất gia là xuất phiền não gia, xuất thế tục gia, xuất tam giới gia. Cho nên Pháp Hòa mới nhắc ba cái chứng đó trước, rạo trước. Để làm gì? Để cho tất cả chúng ta vào trong khóa tu rồi, không có phải đơn giản đâu. 10 ngày mà an vui là 10 ngày nhanh lắm. Còn nếu 10 ngày mà đau khổ là 10 ngày nó tràn gian nó dài. Không chừng lâu lâu còn hát bài lầm nữa. Ở đây có người hâm he, không được là xin trả tôi về. Bởi vì không mà biết bệnh chướng cũng là một thứ nha. Ở nhà nó không bệnh, vô khóa tu bắt đầu nhức đầu, sổ mũi, chóng mặt. Bệnh chướng, phiền não chướng, ai làm gì cũng thấy phiền hết á. Ai làm gì mình cũng thấy phiền hết á. Đó là phiền não chướng. Bình thường mình thấy cái chị này sao vui vẻ mà người ta vô khóa tu mà thấy ghét dữ. Phiền não chướng. Cho Pháp Hòa nhắc trước, có ba cái trọng chướng mà quý vị cần để tâm. Đầu tiên là gì? Hả? Ngã mạn trọng chướng. Thứ hai là gì? Ật đố trọng chướng. Thứ ba là tham dục trọng chướng. Rồi cho nó còn có tâm tham chướng, nó còn có phiền não chướng, nghiệp chướng, dị thục chướng, ba chướng nó còn có cái thứ đó nữa. Trong phiền não chướng nó có tham sân si.
trong nghiệp chướng thì nó có cái gì? Nó có cái thân, cái khẩu, cái ý của mình, nó tạo nghiệp, nó chướng mình. Trong cái dị thục là gì? Túc nghiệp đời trước, giờ nó chín mùi rồi, ở nhà khỏe luôn, vô đây bệnh. Ở nhà không nhức đầu, vô chùa tu 10 ngày nhức đầu đủ 10 bữa. Uổng lắm. Cho Pháp Hòa xin thưa với đại chúng trước, năm nào Pháp Hòa cũng nhắc đi nhắc lại cái chuyện này, bởi vì năm nào cũng có người mới. Rồi mình có nghe cái cũ đi nữa mà không nhớ gì hết thì cũng như mới. Cho nên cũng khỏe lắm, nhờ quý vị quên qua nói hoài, nói không cần soạn bài. Bây giờ quý vị, Pháp Hòa nói như vậy rồi ha. Bây giờ Pháp Hòa xin thưa là chương trình tối hôm nay là Pháp Hòa thăm quý vị một chút, rồi hướng dẫn đại chúng cách đắp y. Vị nào ngày mai đến thì mình tính sao, mình chỉ sao, vì số lượng ngày mai ít thôi, tối nay là coi như phần nhiều rồi. Thì cách đắp y là một. Ngày mai sáng á, quý vị cứ nghỉ ngơi rồi 8 giờ điểm tâm, 10 giờ rưỡi khóa lễ pháp thoại, 12 giờ cơm trưa. Ở đây mình có cái liều, ngày mai mình tự do ăn cơm, ăn cơm ở ngoài liều cũng được, trong nhà cũng được. Ăn cơm xong rồi thì chuẩn bị hành lý, thì khoảng 2 giờ có xe đến. Tất cả Phật tử có xe ở đây đó thì mình cứ theo xe mình đi. Thì Pháp Hòa hy vọng là các chú, các anh Phật tử đó sẽ giúp Pháp Hòa để mà điều phối vấn đề chia xe. Thì như Pháp Hòa có thưa là vấn đề chia phòng đó ha. Nếu mà mình nhận phòng mình thấy rằng cái gì nó chưa có thoải mái cho mình đó, mình có thể mình nói ý kiến lên. Nhưng Pháp Hòa cũng thưa lý do nào mà nó có sự sắp xếp như vậy. Một là sắp xếp theo cái thứ tự, cứ thấy người nào dư thì để chung vô. Hai là biết người nào đau chân không thể leo cao được thì lại cho chung với người có thể leo được, thí dụ vậy đó. Quý sư cô ngày mai, ngày trong thời gian làm lễ đó, cái lễ truyền giới ngày chủ nhật đó, thứ sáng thứ hai đó, sáng thứ hai là cái lễ truyền giới của mình lúc 7 giờ sáng. Và trong khi mà quý Phật tử đắp y đó, thì quý sư cô sẽ đi vòng vòng để giúp cho các vị đắp y. Và trong thời gian mấy ngày nữa đó, thì quý vị nào chưa quen thì rảnh thì cứ lấy y ra tập đắp, hoặc là hỏi những cái người đang rành rồi đó. Thì thôi bây giờ trước khi chúng ta kết thúc để qua cái phần Pháp Hòa hướng dẫn đó, thì chúng ta xin hồi hướng. Rồi quý vị cứ ngồi yên hồi hướng thôi. Dạ. Nguyện đến công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh Phật. Quý vị cứ ngồi yên đó thôi ha. Vị nào mà được nhận y rồi nhưng cần sửa thì xin xuống trai đường. Có hai cô Phật tử ngồi chờ ở dưới, ai cần sửa, cần đôn nút hay cần lên gì đó thì lên like đó, thì quý vị sẽ giúp cho mình ở dưới nhà. Bây giờ Pháp Hòa chỉ sơ cái cách thôi. Thì mỗi vị sẽ có hai bài kệ, một tờ giấy như thế này, trong đó có một bài kệ đắp y, một bài kệ khi mình nhận bát. Cái lễ truyền giới của mình á, thì mình chỉ có mỗi người một cái tấm y như thế này. Mình nhận xong rồi đó, thì quý vị xếp y á, là nhớ xếp làm sao mà cái móc y này nó nằm ngoài ha, cái móc y nằm ngoài nè, nằm bên ngoài vậy được rồi, không có cần y chang vậy, nhưng mà đại khái là phải nằm ngoài vậy. Thì cái bữa lễ truyền giới đó, ở trước mặt mình đó, thì mình để cái y ngay trước mặt mình. Thì khi mà ca quý thầy mới nói rằng quý vị
Chắc Pháp Hòa nói vậy đủ nghe không? Rồi thôi giờ được ha. Rồi thì khi quý thầy nói quý vị nâng y lên, thì quý vị cầm y lên, hai tay như vậy nâng lên ngang trán để mình thọ y. Và cái khi mình đắp á, mỗi ngày cũng vậy, khi mình đắp y đó thì mình cầm y như thế này, rồi mình đọc cái bài kệ: đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận gìn giữ để hộ thân. Đọc xong rồi mình xá xuống, thì mình mới cầm, mình mới sổ cái y ra. Thì nhớ là khi mình cầm y á, lúc nào cái móc này nó cũng nằm ở trên như thế này, và nó nằm bên tay trái của mình. Quý vị hiểu ý không? Nằm bên tay trái của mình đây nè. Đó. Rồi khi mình đắp á, thì mình có hai bàn tay, thì mình ở trong này nó có hai cái móc. Thấy không? Cái này là cái khoen, cái này là cái móc. Thì mình cầm hai tay, mình có hai cái khoen, cái móc. Tay phải cầm cái khoen, tay trái mình cầm móc. Thì lúc đó mình mới dơ cái y ra phía sau lưng này nè. Thấy không? Mình để phía sau mình vậy nè. Mình đưa cái y xuống dưới cái nách của mình nè. Thấy không? Mình mới móc, mình mới cầm cái này mình móc vô. Đừng có worry cái vạt này, có nhiều cái chụp chụp. Đừng có lo đó. Thấy không? Lo cái này cái đã. Thấy không? Lo cái này, móc cái vô đây. Rồi khi mình móc vô rồi á, mình móc cái đã đi, móc cái cho yên trong này rồi, bắt đầu cái vạt dưới này nè, mình cầm lên. Thấy không? Mình cầm lên cái vạt này mình mới xếp nè. Quý vị thấy xếp nè. Mình đưa vô trong này một vạt. Thấy không? Đưa ra ngoài một vạt. Phải không? Xong rồi á, mình mới để cái tay này lên trên cái tay trái của mình. Rồi khi mình làm xong á, mình phải đo. Bây giờ mình phải chỉnh nè. Khi mình vừa xong là cái này tạm thời mình lấy cái tay mình kẹp cái này lại. Xong rồi mình mới đo, mình mới cái cách mình chỉnh y nè. Là mình chỉnh làm sao á mà cái mặt y này nó nằm ngang cái ngực mình. Cho nên thí dụ như lỡ nó xuống như vậy. Thí dụ tại vì nhiều khi mình đắp đó, nó xuống vậy, thí dụ vậy đi, thì mình có thể mình kéo nó lên, chỉnh nó lên, chỉnh lên, đưa lên sao mà cái y nằm ngang đây. Thì khi mà nó ngang lại dưới này nó ngang, có phải không? À, nó có cái hay là vậy, phải không? Đi đúng là lát nó cũng đúng, đầu đi sai là lát nó sai. Cho nên khi mình trên này mình ngang bằng rồi thì dưới này nó bằng. Rồi xong rồi á, có thể là nó đùng ở trên này, thì mình mới lấy cái tay mình chỉnh nó lại. À, chỉnh nó lại đàng hoàng rồi. Xong rồi chỉnh cái này. Giờ mình muốn biết là không biết dày hay sao, thấy không? Thì bây giờ mình nhớ là khi mình đưa cái y xuống rồi, mình chỉnh nè. Mình chỉnh làm sao? Mình đưa cái tay mình ngang đây, ngang đây nè, chỗ cung thủ đó, thấy không? Mà cái vạt y này nó bằng với cái y chính, cái y của mình đây, là coi như đúng. Tại sao vậy? Tại vì người tu á, khi đắp y á, là đi là phải cung thủ. Cái này là cái oai nghi của người tu. Đi mà y đắp y mà, đắp y mà đi kênh kiểu cái đó là nó đâu có ra cái người đắp y. Thấy không? Cho nên đắp y á, cái người đắp y á, là đi lúc nào tay cũng phải cung thủ. Mà quý vị để ý coi, người mà họ cung thủ quen á, họ đi lúc nào cái tay họ, dù mặc cái áo đà thôi, đi cái tay cũng cung thủ, chứ không có đánh đằng xa. Người tu là không có đi đánh đằng xa. Thấy không? Thành thử ra mình phải tập từ cái bước đi của mình. Thì bây giờ đó, để đây nào, vừa thấy không? Khi mà nó vừa rồi đó, thì ở bên cạnh cái y này nè, nó có một cái kẹp. Mỗi người có cái kẹp nằm đây nè. Thì khi mà mình vừa đúng rồi đó, thì mình mới lấy cái kẹp ra, mình gấp cái này vô. Nhưng mà quý vị đừng có gấp hết bốn kẹp. Thí dụ nè, gấp hết như vậy đi. Thí dụ bây giờ quý vị gấp như vậy, nó xấu, thấy không? Nhìn nó xấu. Cho nên đó, cái cách đó là mình gấp ba thôi, trường vạt ngoài, gấp lại. Xong rồi nó có hai cái này nè, lật nó vô. Xong rồi để có cái vạt này nó che, phải không? Kêu là xấu rồi che. Cho nên mình hiểu ý không? Đó. Rồi cái này nè,
Cái nếu mà mình có dư cái chỗ này, lúc nó cho nó vô đây, lúc nào cũng nằm trong này, phải không? Thật ra khi mình chắp tay là vừa chừng. Còn thí dụ bây giờ á, thí dụ bây giờ á, mình lỡ mình chắp tay lại mà cái y của mình nó sát lên trên này, phải không? Thì mình cũng đưa xuống sao mình chỉnh, mình có thể kéo lên kéo xuống được, mình chỉnh cái y của mình làm sao mà cho nó vừa cái tầm này là đúng chắp tay, được không? Là đắp y, không có mặc y, y là phải đắp. Áo là ra áo chứ không chịu cởi áo. Áo tràng là ra áo, y là đắp y. Muốn đi vô nhà vệ sinh là phải giải y, xếp áo tràng. Chỉ được mặc áo vặt hò vô trong nhà vệ sinh, chứ không mặc áo tràng vô nhà vệ sinh. Quý vị nhớ ha, không mặc áo tràng vô nhà vệ sinh, không mang y vô nhà vệ sinh, tay dơ không được cầm y. Cho nên trước khi tụng kinh, làm bất cứ cái gì mà đụng vô tấm y là tay phải rửa, rửa tay sạch sẽ rồi mình mới nâng y. Thì á, khi mình tụng kinh xong rồi á, mình giải y á, là mình mở hai cái móc này trước nè, ha, sổ ra. Sổ ra đừng có để trên bàn, mất. Sổ ra lời gắn vào đây liền. Xong rồi cầm một cái vạt bìa cùng này nè, đưa ra phía sau. Khi đưa ra phía sau rồi, cầm cái vạt này, dưới cái vạt này nhập hai vạt lại một. Tay trái cầm hai vạt này rồi, tay phải sổ cái móc. Khi sổ cái móc rồi, cái nách mình còn kẹp nè, tay mình duỗi ra xếp y lại. Thấy không? Xếp sao mà cái y của mình nó nằm ra như vậy là đúng. Còn mình gấp lại mình không biết cái móc này nằm đâu là biết nó trật. Ha, thôi bây giờ Pháp Hòa làm lại một lần rồi quý vị đứng lên, quý vị xếp rồi quý sư cô sẽ giúp cho quý vị nha. Khi mình cái y của mình á, lúc nào cũng phải xếp đẹp và móc lên. Còn nếu không có chỗ móc thì xếp cho ngay ngắn rồi để trên bàn. Cái y không phải là một tấm vải bình thường mà mình muốn nhét nó đâu nhét, muốn làm gì mình làm. Mình phải trân quý nó thì đời sau mình mới đủ duyên mình đắp nó. Đời này đi gieo duyên mà còn không có quý nó thì lực sức mấy mà được, thấy không? Cho nên khi mình đắp y đó, nâng lên đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận, gìn giữ để hộ thân. Xá rồi, cầm y lên, sổ xuống, bỏ qua tay trái, vai bên trái. Tay phải cầm móc tầm khoen. Hai tay thì nó có hai cái móc nè, đưa ra làm sao. Có nhiều người á, ta vũ sẵn luôn, thấy không? Ta vũ sẵn luôn để cho nó rớt những cái dòng, cái viền á, như vậy nè, thấy không? Rồi ta đưa ra phía sau, móc lên, thấy không? Móc xong rồi giơ cái này lên, gấp 3 lần. Chẳng hạn như cái này nó to đó, thí dụ Pháp Hòa có gấp 4 cũng được nè. Nếu mình muốn cái bề nó nhỏ, thấy không? Nếu bề mà nhỏ mình gấp 4, thấy không? Còn thích to thì mình gấp 3 nè. Như cái này là y khi ta may ta xếp 3 nè. Thấy chưa? Để vô đây. Nó chắc sợ đụng tóc nhất thì người ta không cho mình tròn đầu, nhưng tại Pháp Hòa quen vậy đó. Rồi bây giờ á, khi quý vị lại Phật á, khi quý vị lại Phật á, nè bây giờ mình lại Phật nè, khi mình chắp tay đó, mình lễ xuống á, nếu mình không quen á là mình sẽ túm vậy nè, thấy không? Túm về lát nó búng nó lại không biết đường đâu vậy.
phải không? Cho nên khi mình lại Phật á, mình lại xuống rồi á, xuống dày thì cái tay này nè, cái tay phải của mình á, đưa cái y ra, lại xuống. Để chi? Để cho cái nguyên cái tấm y, cái lá y của mình đó, nó che thân lại. Thấy không? Lại xuống. Xong rồi á, mình đứng lên. Đứng lên mà nếu mà nó xồn xoàng thì mình lấy cái này mình sửa lại. Thấy không? Qua làm lại nha. Sửa đi lại. Thấy không? Còn nếu mình để, tại vì mình không quen, có nhiều vị không quen cứ cầm vậy. Không, rồi nó bó hết. Không, cho nên mình khi mình lại xuống là mình đưa cái lá y mình ra để cho cái ngày nè. Không, nhưng mà cũng đừng nhẹ nhẹ thôi chứ cũng hay về. Rồi ở là sao là bụi theo bụi lắm. Không, cho nên là mình nhẹ thôi, tức là mình đưa cái vạt này ra nhẹ về thôi. Không, mình đứng lên. Rồi xong rồi mình sửa lại. Khi mình ngồi, bây giờ mình ngồi nè, ví dụ bây giờ đây cái tổ tọa cụ nè, khi mình ngồi xuống á là mình xá xong rồi á, mình giữ cái này nè ha, mình đưa ra làm sao chung với cái vạt áo tràng. Khi mình đưa ra là chung với vạt áo tràng, ngồi xuống ha, ngồi xuống rồi cái vạt này che chân nè, lòn cái tay vô trong để mình xếp bằng lại. Xong cái vạt này nè, kéo qua. Cái vạt này để lên. Nè, đó là cái y của mình đó. Nó, mình không có ngồi trên cái y. Mình không có ngồi trên y, ngồi tụng kinh, ngồi vậy. Còn nếu ai đau chân thì có cái gối nó cao hơn ha, hoặc là mình ngồi trên ghế cũng được. Nhưng mà đại khái là như vậy. Khi mình tụng kinh á, cái tay của mình á, nếu mình ngồi tụng á, tay của mình á là để như vậy, giống như mình ngồi thiền vậy đó. Lúc mình trì kinh á là như vậy. Khi bắt đầu mà ví dụ nghe danh hiệu Phật, lúc mình niệm Phật mình chắp tay lên. Nhưng mà khi mình tụng kinh bình thường, ví dụ như nãy mình trì chú Đại Bi, trì nhiều biến, mình chắp tay cũng được, còn không thì mình ngồi về mình trì cũng được. Mà hãy nghe các danh hiệu của Phật, chắp tay lại. Thấy không? Đã xong rồi thì để xuống, chứ không có vậy. Không có ngồi dễ nhịp còn lắc. Cái tập khí mà ăn cơm ngon quá cũng lắc. Còn bữa nào mà dở quá lắc đầu. Ngon là lắc chân, mà dở là lắc đầu. Rồi. Rồi khi mình đứng dậy nè, khi mình đứng dậy nè, đưa cái vạt này ra, giữ chân xuống. Trước khi đứng dậy ở đây tụng kinh xong là không có đứng dậy liền. Quý vị tụng kinh xong là duỗi một cánh chân ra, mà chứ cái áo tràng nè mình có thể xoa bóp nếu mình đau chân. Thấy không? Lúc nào tại sao mình phải có cái vạt áo tràng để che cái chân của mình, chứ không phải ngồi xuống xong. Thấy không? Nó xấu dữ lắm. Cứ để nhẹ nhẹ, mình đưa cái chân mình vô, mình đẩy lên. Thấy không? Sửa cái áo cho đàng hoàng lại. Rồi mình đưa cái vạt này mình sửa, sửa cho ngay. Đó. Còn khi mình ngồi mình tụng kinh ha, khi nào mà tụng kinh xong rồi, duỗi một chân, bỏ một chân xuống, cho máu huyết nó lưu thông, xoa bóp đàng hoàng, rồi nghe một tiếng khánh, bon, đứng dậy. Ở đây là phải đi theo tiếng khánh. Mọi cái sự việc gì là đi theo một tiếng chuông hết á. Một tiếng chuông bon là duỗi chân, tiếng chuông bon là mình đứng dậy. Khi mình đứng dậy, mình bước ra thì mình đứng phía sau của cái tấm tọa cụ của mình liền. Rồi sửa áo lại, nhất là cái cổ áo, ví dụ phải sửa lại. Rồi y mình sửa lại cho ngay ngắn. Khoan lại, chứ không phải xong rồi lại liền.
đứng chờ, chắp tay đứng chờ. Mọi người đứng xong hết rồi bắt đầu lại theo tiếng khánh, xá theo tiếng khánh. Ở đây là ví dụ mình tụng kinh xong là mình đối mặt, bon bon bon, thì có một tiếng khánh. Khánh là cái chuông mà cầm tay đó, bon xá. Xong mình xây lên, cũng khoan xá, đứng chờ tiếng khánh thứ nhì mới bắt đầu xá chuông. Chứ không có phải vừa xây lên là mình xá liền, mà phải xá theo cái khánh để cho mọi người đều đồng đều với nhau. Rồi khi mình tụng kinh xong, không đứng ngay chánh điện giải y. Thí dụ lỡ chỗ chật, đứng nép quan bên. Muốn xếp áo tràng, muốn xếp y gì là phải quan, không có đứng ở ngay chánh điện mà xếp y mặc áo ha. Rồi thôi bây giờ, còn khi mình, cái đó là cách đắp y. Khi mình đắp y xong rồi á, bắt đầu mình mới cầm bát. Tại vì Pháp Hòa ăn ít cho nên nhiều đó thôi. Thì khi mình cầm bát á, là cái tay trái của mình á, là để dưới cái đáy bát. Tay phải mình á, này đây. Khi mình đi đến cái bàn ăn cơm, mình cầm như vậy. Trong thời gian chờ đợi là mình đứng yên như thế này, không có nói chuyện, giữ tâm cho bình an. Xong rồi mình đi đến cái bàn lấy thức ăn, ví dụ vậy đó, thấy không? Rồi trước khi mình lấy thức ăn, trước khi dở nắp bát, mình nâng cái bình bát như thế này. Rồi mình đọc cái bài kệ, bài kệ nhận bát đó, cái bài kệ dở nắp bát đó. Xong mình dở nắp bát ra. Khi mình dở cái nắp đó, thì cái tay mình kẹp cái nắp, mình mới múc thức ăn, lấy cơm, lấy thức ăn về hết đi. Xong xuôi hết rồi mình đậy cái nắp bát lại. Đậy lại rồi, cũng trong tư thế này, mình đi từng bước, đi đến cái bàn ngồi. Đến ai tới trước thì ngồi lui ở dưới, để không có, không phải mình tới cái mình ngồi ngay đầu bàn rồi sao ta vô. Cho mình tới trước thì mình lui ra sao, cứ tiếp nói. Không, mình ngồi bàn này, bạn của mình ngồi bàn kia, không có ngoắc. Tới đây, tới đây, tôi để dành rồi. Lấy cái áo với cái túi để ngay. Ai tới nói, chị bạn tôi ngồi chị. Không có ngoắc, có khiều gì hết trong cái thời gian mình đi lấy cơm như vậy. Thì khi mình lấy cơm á, là lúc nào mình cũng đi như vậy. Không có cầm bát mà một, có nhiều khi lấy cơm xong quên á. Kiếm bạn coi 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 chỗ nào ngồi. Pháp Hòa nói là quý vị để coi, vô trai đường là đủ ảnh thôi, đủ hình thôi đó. À. Rồi khi mà rồi thứ bữa thứ hai á, sau buổi sáng á, buổi trưa á, Pháp Hòa sẽ hướng dẫn cái cách ha, nhờ đây Pháp Hòa chỉ nói sơ thôi. Thì khi mà mình đến chỗ ngồi rồi, để cái bát xuống cái chỗ bàn của mình ngồi đó, xá xong rồi ngồi im, chờ mọi người có lấy cơm hết rồi bắt đầu ăn cơm. Thì khi mà người ta nhập cái vô cái chuông á, cắt cắt bon, dở nắp bát ra. Xong rồi lấy cái muỗng cắm vô, mà khi cắm cái muỗng vô trong bát á là cái muỗng xoay ra ngoài, thấy không? Khi cắm cái muỗng là xoay ra ngoài. Rồi khi mà ba hồi khánh rồi xong rồi á, thì cái tay trái của mình á co lại, ngón giữa với ngón ngắp út co lại. Cái này gọi là ấn tam sơn. Mình mới nâng cái bát của mình để lên đây. Trong chùa ta kêu là cử bát, cử là cất lên á. Thí dụ như Pháp Hòa phải mời đại chúng cử bát là mình biết là nâng cái bát lên. Cử là cất á, cất lên. Trong Tam Thiên Tự nó cử cất tồn còn á, tử con tôn cháu lục sáu tam ba đó, không, bỏ lên đây. Rồi xong rồi tay phải mình á co cái ngón áp út lại. Cái ấn này gọi là ấn cúng dường, nhưng mà nhớ đừng làm dày. Khi mà xong rồi khép ngón tay lại, đưa lên ngang trán cúng dường, không, đưa cái bát cơm á, đưa ngang vậy nè. Mà khi mình đưa bát cơm á, không đưa dưới tầm mắt, không đưa dưới tầm miệng, không có đưa dưới này, cũng không đưa ngay mí mắt,
mà phải đưa hơn mí mắt một chút ha. Rồi xong mình cúng, cúng xong rồi mình mới giơ cao cái ấn, mình xả ấn, rồi mình nâng bát xuống, rồi mình xả ấn. Hiểu ý không? Ấn tam sơn, ấn cúng dường, ấn tam sơn. Còn vị nào á mà lấy cơm nhiều mà cái đít cái đáy bát nó nóng á, cái cách mà mình để khỏi bị nóng á là mình xếp tờ giấy lại, cái giấy lau miệng mà mình để trước mặt mình á, xếp tờ giấy làm đôi lại, để dưới cái đáy bát xong mới để lên tay mình cho nó đỡ nóng. Có nhiều vị cơm nhiều quá, thức ăn nhiều nó nóng đó, thì cái đáy bát nó nóng, mình để lên nó nóng tay đó, thì xếp cái tờ giấy lại, cái tờ giấy lau miệng trước mặt mình xếp đôi lại, rồi mình để dưới này, rồi mình để bát lên ha, để xuống. Rồi thì đại khái là bây giờ Pháp Hòa xếp cái y lại, rồi xong rồi quý vị tập nha. Tối nay là quý vị tập, rồi quý sư cô sẽ giúp cho quý vị nè, sổ y nè ha. Rồi xong rồi mình mới về. Còn khi mà mình cầm y á, nếu mà mình hai cái y mình về, thí dụ mình lên chánh điện mình muốn đắp đi, thí dụ vậy đó, thì mình vắt, mình dắt cái y mình trên tay, hiểu ý không? Dắt cái y trên tay. Còn không nữa đó thì mình để cái tấm y trên vai ha, chứ không có cầm vậy. Không có cầm y mà cái giống như mình cầm một cái khăn vậy đó, phải không? Một á là mình để trên tay của mình, hai là mình để trên vai, rồi mình đi tới chánh điện cũng được, khi nào mình đắp mình đắp, chứ không có kẹp, không có cầm như là mình cầm một cái khăn. Rồi xin chúc đại chúng tối nay học đắp y. Rồi xin thưa là bây giờ quý vị tạm thời tối nay có đủ chỗ ngủ hết chưa? Ai chưa có chỗ? Ai chưa có chỗ? Rồi quý vị nữ á, thì xuống dưới trai đường. Còn quý vị nam mà chưa, nếu chưa có bên kia đầy rồi thì quý vị ngủ trên chánh điện. Tại nam ít á, mình ngủ tạm trên chánh điện cũng được. Và ai có chỗ rồi thì cứ nghỉ. Ban Pháp Hòa nghĩ là ban thư ký có sắp xếp cho mấy chỗ đó. Dạ mô Phật, thôi quý vị nghỉ ha. Dạ nhờ quý sư cô giúp cho quý vị đắp y. Hoặc là quý vị nào đã biết rồi đó thì nán lại chút xíu giúp cho quý vị mới.